Bài thi thử lý thuyết giấy phép lái xe hạng B2. Tổng số câu là 35, thời gian làm bài là 22 phút. Câu đúng tối thiểu là 32 trên 35 câu. Câu 1. Khái niệm khổ giới hạn đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Chọn câu 1 là cái khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến, phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn. Câu 2, việc lái xe mô tô, ô tô, máy kéo ngay khi uống rượu bia có được phép hay không? Không được phép. Câu 1. Bạn đang lái xe, phía trước có một xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên. Bạn có được phép vượt hay không? Không được phép. Câu 1. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở trên 30 người ngồi hạng E là bao nhiêu tuổi? Đối với nam thì 55 tuổi, đối với nữ thì 50 tuổi. Chọn câu 1. Câu 5. Biển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hạt hình vuông hoặc mũi tên nền xanh lam là loại biển báo gì dưới đây? Là biển báo chỉ dẫn. Chọn câu 4. Biển báo chỉ dẫn. Khi lùi xe, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn? Chúng ta phải quan sát phía sau có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào không nguy hiểm thì mới được lùi. Câu 7. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào? Khi tham gia giao thông đường bộ. Trên đường bộ hoặc trừ đường cao tốc, ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dãy phân cách giữa, loại xe nào tham gia giao thông tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h? Như vậy chúng ta chọn câu 2, tức là xe con, xe ô tô chỉ được chở đến 30 chỗ thôi và cho trọng tải là đến 3.500 kg, không được vượt quá số này. Câu 9, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây được bị nghiêm cấm? Câu 3, tức là lạng lách, đánh võng trên đường bộ. Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây? Đường ướt nè, đường hẹp hay là đường đèo dốc? Chọn câu 4 là tất cả các ý trên. Chúng ta phải cẩn thận, hết sức cẩn thận qua những đoạn đường này. Câu 11. Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? Là cái hàng mà có kích thước hoặc là trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được. Chọn ý 3. Người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng những điều kiện nào dưới đây? Phải có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tụy giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn, phải giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi. Chọn ý 3, cả ý 1 và ý 2. Câu 13, khi tránh nhau trên đường hẹp, người lái xe cần phải chú ý những điểm nào để đảm bảo an toàn giao thông? Là cả ý 1 và ý 2. Có nghĩa là không nên đi cố vào đường hẹp. Xe đi ở phía sườn núi nên dừng lại trước để nhường đường. Khi dừng xe, nhường đường phải đổ ngay ngắn. Trong khi tránh nhau thì không nên đổi số. Khi tránh nhau ban đêm chúng ta phải để đèn pha, tắt đèn pha và bật đèn cốt. Ý 4, cái 1, ý 2. Khi chúng ta gặp cái tình trạng này, cái báo hiệu này có nghĩa là cửa xe đóng chưa chặt hoặc là cửa xe chưa đóng. Câu 15, điều khiển xe ô tô trong khu vực đông dân cư cần phải lưu ý điều gì? Chắc chắn phải giảm tốc độ, phải quan sát, nhường đường cho người đi bộ, giữ khoảng cách an toàn
với các xe phía trước, phải đi đúng phần làn đường của mình. Chỉ được chuyển làn đường ở nơi cho phép, nhưng phải quan sát. Chọn câu 3, cãi 1,2. Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn dưới đây. Chọn ý 4. Đó là phải có đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, rồi đèn báo hãm và đèn tín hiệu. Câu 17. Đèn phanh trên xe mô tô có tác dụng gì? Có tác dụng cảnh báo cho xe phía sau biết xe đang giảm tốc để chủ động tránh, hoặc giảm tốc độ để tránh va chạm. Hay là có tác dụng định vị vào ban đêm với các xe ở các phía sau tới để tránh va chạm. Chọn cãi 1,2. Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào? Cả hai biển trên. Biển 1 là cấm xe mô tô thôi, chứ không cấm xe gắn máy. Biển 2 là cấm các loại xe cơ giới, vậy thì xe máy có thể được đi vào. Chọn ý 3, cả hai biển trên. Biển nào xe quay đầu không bị cấm? Là cả hai biển trên. Tại vì biển 1 chỉ cấm là rẽ trái thôi, chứ không cấm quay đầu. Câu 20. Khi gặp biển 1, xe ô tô tải có được đi vào không? Khi gặp biển 1 có được đi vào không? Được đi vào. Tại vì nó chỉ cấm là xe có cái đầu móc thôi, đầu kéo thôi. Xe ô tô tải được đi vào. Biển báo này có ý nghĩa gì? Nó sẽ hạn chế về chiều ngang xe và hàng. Hai biển này có ý nghĩa gì? Tức là để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có đầu chắn. Chọn ý 1. Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? Chọn ý số 1, đó là biển 1 hai chiều. Biển nào báo hiệu đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua? Là biển 2. Biển này có ý nghĩa gì? Chọn ý 2. Nó nhiều chữ nghĩa, nó đầy đủ ý nên mình chọn biển 2. Là biển báo dành cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường phải theo. Câu 26. Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi giao nhau để rẽ vào đường cục? Chọn ý 1, biển 1 và 2. Ý nghĩa của biểu tượng gì? Biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì? Vậy thì ý 1 đó là xăng, dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe. Theo hướng mũi tên thì thứ tự xe đi như thế nào là đúng theo quy tắc? Xe công an với lại xe tải là trên đường ưu tiên, vậy thì xe công an đi trước, đến xe tải, rồi đến xe khách. Tại vì xe khách bên phải không có xe, vì xe quan sát đi rồi thì bên phải nó sẽ không có xe thì sẽ được ưu tiên hơn. Xe khách là tới xe còn. Theo hướng mũi tên thì hướng xe nào xe gắn máy được đi? Là cả ba hướng. Nó chỉ cấm xe mô tô chứ không cấm xe gắn máy. Còn đường số 3 là chỉ cấm xe cơ giới chứ không cấm xe gắn máy. Vậy thì cả ba hướng đều được đi. Theo hướng mũi tên thì hướng những hướng nào xe tải được phép đi? Chỉ có hướng 1 là xe tải được phép đi. Tại vì biển báo là nó ưu tiên dành cho xe tải là hướng 1. Những hướng nào xe tải được phép đi? Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Vậy thì xe mô tô, xe mô tô nằm trên đường ưu tiên. Hình dưới đây, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Đó là xe máy, xe mô tô và xe con.
Tại vì xe con nó đang đi trên đường của xe mô tô. Còn xe mô tô nó đang đi trên đường của xe con. Các xe đi theo hướng mũi tên thì xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Thì xe khách, tại vì xe khách là rẽ nhưng mà xe khách lại đi thẳng. Với lại xe tải lại quẹo. Bạn sẽ xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ? Thì chúng ta phải giảm tốc độ, dừng lại để nhường đường cho họ. Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập vào làn cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai? Là sai. Quá gấp, đi thẳng trực tiếp là không được. Ở phía sau lại đang có xe. Như vậy chúng ta là đúng cả 35. Thử đề này thi lại. Phần của đường bộ được sử dụng trong các phương tiện giao thông qua lại là gì? Là phần đường xe chạy. Cuộc đua xe được thực hiện khi nào? Khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ở phần đường dành cho người đi bộ, qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có được phép quy đầu xe hay không? Không được phép. Người có đủ bao nhiêu tuổi thì được chạy xe từ 50cm khối trở lên? Câu 2, 18 tuổi. Biển báo có dạng tam giác đều, viền đỏ nền vào vàng. Trên có hình vẽ màu đen là loại biển nào dưới đây? Cảnh báo nguy hiểm. Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Phải quan sát gương, phải giảm tốc độ, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. Người điều khiển xe mô tô, hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây? Không được thực hiện những hành vi nào dưới đây? Đó là được, không được. Không được. Người điều khiển không được thực hiện. Đó là đi vào phần đường dành cho người đi bộ và các phương tiện khác sử dụng ô hay là điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. Khi xe dàn hàng, đi xe dàn hàng ngang là không được phép. Trên đường bộ, trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h? 50 tốc độ tối đa là khi chúng ta chở người mà trên 30 chỗ thì chúng ta chỉ được phép đi tối đa là 50 thôi. Câu 9. Trên đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt, người không có nhiệm vụ có được tự ý mở rào chắn hay không? Không được phép. Khi dừng đổ xe trên phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng đổ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đổ bên đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét? Trong trường hợp dưới đây là đảm bảo an toàn. Câu 4 là 20 mét. Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây? Chúng ta phải nhận và kiểm tra hàng hóa nhận được theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác, yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng hóa chậm. Câu 12. Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều có được coi là hành vi nào trong các hành vi dưới đây? Là thiếu văn hóa giao thông. Khi khởi hành ô tô sử dụng hộp số cơ khí trên đường bằng, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào theo trình tự dưới đây?
Nếu mà câu 1 là kiểm tra an toàn xung quanh xe ô tô, nhả từ từ đến 1/2 hành trình bàn đạp Lincoln, giữ trong khoảng 3 giây. Vào số 1, nhả hết phanh tay rồi báo hiệu bằng còi đèn trước khi xuất phát, tăng đủ ga để xuất phát. Sau đó vừa tăng ga vừa nhả ly hợp để xe ô tô chuyển động. Vậy thì câu 1 với câu 2 chúng ta nên chọn câu nào đây? Vừa nhả ly. Còn câu 2 là kiểm tra an toàn xung quanh xe ô tô, đạp ly hợp côn hết hành trình. Còn cái câu 1 là nhả từ, kiểm tra an toàn xe ô tô rồi nhả từ từ ly hợp. Vậy câu 2 là chúng ta phải đạp ly hợp côn đến hết hành trình. Vào số 1. Xe động cơ đã khởi động. Vậy thì cái bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, vậy thì báo hiệu cái tình trạng nào của xe? Là phanh tay đang hãm hoặc là thiếu dầu phanh. Điều khiển xe ô tô trong mưa, trong trời mưa thì người lái xe phải xử lý như thế nào? Chúng ta phải giảm tốc độ, không nên phanh gấp. Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào dưới đây? Chắc chắn phải có kính chắn gió nè, và phải có đủ đèn sáng đường xa, đèn soi rồi. Đảm bảo, chọn câu 3, cả ý 1, ý 2. Hãy nêu công dụng hệ thống lái của ô tô. Thì dùng để hệ thống lái thì dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô ổn định theo hướng xác định. Câu 18, biển nào cấm máy kéo? Biển nào cấm máy kéo? Biển nào cấm máy kéo là biển 2 và 3. Biển nào cấm xe taxi nhưng mà không cấm các phương tiện khác, đó là biển 2. Biển 3 có ý nghĩa như thế nào? Biển 3 là cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua. Câu 21, xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía là quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe. Chiều tổng chiều dài của xe là cả hàng từ trước đến sau nhỏ hơn cái trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không? Đến sau mà nhỏ hơn trị số ghi trên biển, nhỏ hơn thì được phép đi vào. Từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Xe ô tô chở hàng mà vượt quá phía trước và sau thùng xe là 10%, có được phép đi vào mà không được phép. Biển nào báo hiệu sắp hết chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt? Sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, biển 1. Biển nào báo hiệu đường đôi? Báo hiệu đường đôi, đường đôi đó là biển 3. Báo hiệu đường đôi. Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng? Khi có bất kỳ trẻ nhỏ trên mặt đường, biển 2. Biển hết đoạn đường dành cho xe ô tô, hết đường dành cho xe ô tô, biển 2. Biển nào báo hiệu đường phía trước là có làn dành cho xe ô tô khách phía trước, biển 2 luôn. Biển này có ý nghĩa gì? Tức là chỉ dẫn nhập làn xe cách 250m. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Đúng quy tắc giao thông, vậy thì xe tải đang nằm trên đường ưu tiên, xe tải rồi tới
xe tải rồi tới xe mô tô. Tải xe mô tô, xe tải, xe mô tô rồi mới tới xe khách, xe con. Trong trường hợp nào xe nào đổ vi phạm quy tắc giao thông, biển báo này là cấm xe tải đổ, để chọn số 1. Câu 30, theo hướng mũi tên thì những hướng nào ô tô con được phép đi? Ô tô con được phép đi trừ hướng 2. Như vậy nó đi cả hướng 1, hướng 3, hướng 4, 1, 3, hướng 4. Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Ô tô tải được phép đi là chỉ có hướng 1. Và hướng 5 được phép quay đầu. Hướng 5 được phép quay đầu không? Vậy là hướng 1 với hướng 5. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Xe A phải nhường, xe A phải nhường cho xe B. Xe xuống dốc phải nhường cho xe lên dốc. Theo tín hiệu đèn thì xe nào vi phạm? Cả hai xe. Tại vì đoạn đường đi thẳng mà xe nào nó cũng bật nhanh hết. Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoạn đường đoạn người đi xe đạp có tổ chức, chúng ta không được vượt? Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha, trong tình huống dưới đây bạn xử lý như thế nào? Chúng ta phải giữ nguyên đèn chiếu để giảm tốc độ đi sau xe phía trước. Ngược lại. Như vậy chúng ta đạt số câu đúng là 35/35. Thì mà gặp như vậy thì mừng quá. Rồi, chào tạm biệt các bạn.